rất hơi rồi. Hai lớp học mình đã ổn định, các vị thì thầy cũng yên tâm. Ba năm buổi chiều chúng ta thì đã có cái sự thuần thục. Còn lớp bên kia nhìn mặt mày còn xa lạ lắm. Xa lạ lắm. Mà không khéo nhiều nhất thì giống như là một cái cây trồng xuống mà không có được chăm sóc, nước non, bảo vệ thì thế nào nó cũng chết yếu. Thấy không? Như vậy đó. Bây giờ quý vị rằng hôm nay thầy nhắc lại pháp uẩn túc luận là tác phẩm của Đức Tôn giả Mục Kiều Liên. Chúng ta thật là hạnh phúc, thật là may mắn pháp uẩn túc luận được đem ra giảng dạy trong chương trình sơ và xin lỗi cao điểm Phật học đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Ở tại Việt Nam chưa có học cái này. Bởi vì sao? Bởi vì tác phẩm này mới được phát hiện. Nó bị chôn vùi rất lâu ở tại Tây Tạng và được một giáo sư người Anh dịch sang tiếng Anh. Và Hòa Thượng Tuệ Sĩ với Thầy Nguyễn An đã kết hợp với nhau dịch ra tiếng Việt. Và chúng ta may mắn là một cái thế hệ đầu tiên trong Phật học được học cái này. Chúng ta thấy chúng ta tự do, phải không? Chúng ta có thể nhanh chóng tiếp xúc với những cái văn bản rất là quan trọng. Vì sao? Bởi vì nó gần gũi nhất với thời của Đức Phật. Gần gũi nhất. Vì tác giả là Ngài Mục Kiều Liên mà. Làm sao mà Ngài Mục Kiều Liên ở gần Đức Phật quá? Và nói là Đức Phật hiểu, Ngài Mục Kiều Liên hiểu. Cái gì mà ông hiểu thì Ngài Mục Kiều Liên hối lại, thưa lại. Và tất cả những điều này được Ngài Mục Kiều Liên giải thích rõ để chúng ta hiểu. Cho nên thưa quý vị, đừng nghĩ rằng là chúng ta đọc kinh mà chúng ta hiểu. Nếu như không học, chúng ta không hiểu đâu. Chúng ta sẽ không có tiếp xúc được những văn bản này thì chắc chắn chúng ta sẽ khó mà hiểu được. Đó, còn đây này, phía đây có chỗ ngồi này, ngồi nhất đây cũng được này. Thân thúy ngồi đây này. Con cứ đóng ngồi này, cứ đóng này không có ai này. Chú có thể ngồi vô trong được không? Tôi ngồi đó, còn cứ đóng. Rồi, như vậy thì chúng ta biết rằng đây là một sự may mắn, rất là hạnh phúc. Khi chúng ta nhanh chóng tiếp xúc một cái văn bản mới nhất, nó gần nhất, mà ở trong đó là lời của Phật dạy và Tôn giả Mục Kiều Liên ghi lại định nghĩa rất là rõ ràng. Và riêng về phần năm giới thôi mà chúng ta học thấy nó khác với cách dạy của các ngài. Chúng ta biết rằng pháp uẩn túc luận là một cái tác phẩm quý giá tới mức mà Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đường Huyền Trang, Ngài Huyền Trang tôn kính như là bậc thầy của mình, đỡ đầu giường gối quyển này. Và từ tác phẩm này mà Ngài Huyền Trang mới viết thành cái gì? Viết thành là Bách Pháp Minh Môn Luận. Giáo nghĩa trong Bách Pháp Minh Môn Luận là dựa trên cái lời dạy này mà viết lại cho rõ ràng. Cho nên bây giờ mình nói về năm giới thôi thì chúng ta biết nó có ba phạm vi, phải không? Phạm vi thứ nhất là gì? Tức là người làm việc ác, đúng không? Phạm vi thứ hai là người đình chỉ việc ác, được chưa? Người cái phạm vi thứ ba là gì? Là hoan hỷ và khuyến khích người khác làm. Thì bây giờ chúng ta có thể chia lại thế này, là cái người mà chưa đình chỉ việc ác, những người đó là những người gây cái nhân sợ hãi, đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì giết hại chúng sanh khác, làm chúng sanh khác sợ hãi và làm cho nó đau khổ và gieo rất sợ hãi đau khổ. Người làm như vậy là tự hại mình, hại người. Do đó cho nên các bậc hiền thánh quở trách và làm như vậy được gọi là phạm giới. Cho nên chúng ta hiểu không? Cho nên cái giới là không phải là một cái sự ràng buộc mà đó là cái luật tự nhiên. Đó là một cái gì rất là rõ ràng bằng nhận thức của trí tuệ, nhận thức khoa học, nhận thức về nó, chứ không phải là ai cấm mình hết. Còn Phật nói rằng chúng sanh nào mà đình chỉ năm điều sát sanh trộm cướp,
tà dâm nói dối và si xưa rượu chè, thì những cái chất này á, những cái loại này là gì, chúng sanh là chỉ cái gì mà cứ vừa làm lợi cho mình, chưa mất cái chưa làm lợi mình thôi, phải mình đừng chỉ mà mình mới đừng chỉ, mình không làm hại người khác thôi, thì mình cũng chỉ vừa làm lợi cho mình chứ chưa có làm lợi cho ai. Rồi bắt đầu làm lợi cho người khác này là thấy người khác đình chỉ mình tán thán hoan hỷ, chứ không phải rằng mình nói ồ cha cứ giúp thì cứ ăn thì chứ có gì đâu mà gì lo, ăn miếng đủ thiếu gì người dỗ người quái này, bạn bè này, mình không có mình làm chay ai đâu, mình đi chùa ai đâu mà dỗ chẳng hạn gì đó, mình cứ mình biện bác cái này cái kia, hay là mình nói ồ vật dưỡng nhân mà nếu mình không ăn nó thì sao, thì nó phát triển nhiều nên nó tấn công lại con người thì làm sao, đưa những cái gì vậy, nên mình cản trở cái quá trình mà đừng chỉ trực ác của người khác. Còn ở đây mình sao, mình phát tâm hoan hỷ, mình không giữ, mình giữ được rồi mà mình còn hoan hỷ khi người ta giữ được, hoan hỷ thôi chứ mình chưa có khuyến khích, tức là mình mới có vui trong lòng khởi lên thôi, thì lúc giờ cái lợi đó chưa có rộng rãi. Nhưng mà thì bây giờ phải thực hiện một số cái việc là giúp cho người khác á, là đình chỉ việc ác một cách rộng rãi, thì lúc bây giờ đó nó mới tạo ra lợi ích lâu dài. Hồi xưa mà thầy giảng giới sát và khuyến khích người ta ăn chay, thầy giảng hay nên mà chẳng ai làm theo hết, chẳng ai làm theo hết. Thì bây giờ là tầm tổ chức á, tầm nấu chay cho người ta phải bán 2.000 bạc, một dĩa cơm bình thường là 15.000, phải bán 2.000 bạc thôi. Phật tử phàn nàn với tôi thầy 3.000 chứ 2.000 riêu quá. Thì thầy nói ờ thì ba thì ba á, và khi bán 3.000 là lúc bây giờ người ta cả nhà người ta mua 20 hộp cơm nên khối nấu cơm lười không, chỗ này nó làm chỗ kia nó làm, thợ nó làm nó tính được 20-30 hộp. Mấy cụ Phật tử trong chùa làm vừa nói tôi thầy con ngủ dậy mà con không biết cái tay chân con còn hay không, rất là mất rồi ha. Rồi các cái ngày nấu ăn á, một tháng 2 ngày tại cái chợ thì mấy chị Phật tử cũng lớn trước đó thì giận hờn chửi bới sao đó không biết, Phật tử sợ lắm xuống mấy người chi chợ người ta chửi quá không bán được, thì thầy nói xin được rồi, nói thầy sáng thầy xuống xem thử ai chửi, thì thầy trời hơi mưa râm râm vậy đó, thầy mang cái áo mưa cái dù thì đội xuống, thầy xuống thầy đi vòng vòng ở chợ, thầy hỏi là có ai chửi đâu, chửi thầy nghe xem, thì không thấy ai chửi hết, thầy đứng nhìn có mẹ cái vế mặt nó buồn 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 vậy đó, cái thầy nói mấy chị khỏe không, cái nó nói dạ cũng khỏe, thầy nói có phải rằng là Phật tử thầy bán đồ chay các chị bán không được phải không, thì nó nói dạ thưa thầy, thầy bán xem cho tụi con, nghe thầy nói vậy là chứng tỏ là không ai mua cái gì, thầy nói thôi được rồi, mỗi ngày các chị bán như vậy lời bao nhiêu tiền, một ngày công thôi thì lời 300.000 thôi thì lấy thầy 200.000 chịu không, thì thôi giờ bây giờ ngừng đi là kéo nhân vào chùa nấu chay và thầy sẽ trả cho một người 200.000, thay vì cái ngày công các chị cũng có thất thoát gì bao nhiêu, mà mình cùng nhau mình làm, thầy rất cần người nấu ăn bán càng nhiều càng tốt. Và lúc bây giờ có người ta phiền não, thầy nói thầy làm lạ quá, rồi cái người nào nấu ăn bán họ cũng dám bán, vì sao, bởi vì họ sợ lấy tiền họ không dám lấy, bởi vì họ sợ là nói là nấu cho chùa mà cũng lấy tiền, địa phương người ta có cái chuyện lạ vậy đấy thì không dám nhận tiền của thầy, tìm cách kiếm liếu đưa họ cũng dám, khổ vậy. Nhưng mà sau đó thì sao thưa quý vị, là thầy nói yên tâm đi, tới khi mà thầy ngừng á, thì bắt đầu ở đây á, là sẽ có mấy quán chay nó xuất hiện, tại sao bây giờ cái nhu cầu người ta ăn chay quế miệng thì sẽ có người làm chay để bán. Y chang giờ ở tại của Tây Sơn nghe là 5 quán chay á, mà họ lớn lúc thầy ngừng là một tháng sau là có người mở tiệm quán chay rồi, và lúc bây giờ là người ta quen thói quen ăn chay rồi, gần một ăn chay đó, cho nên khuyến khích người ta ăn chay để ngừng sát hại, thấy không? Cho nên cái giới như vậy là giới trọn vẹn, mình đừng chỉ chưa được mà mình hoan hỷ chưa đủ đâu, mà mình còn khuyến khích, ba lớp như vậy ha. Như vậy cho nên ở đây chúng ta thấy
các vị nếu đọc sách thì trang số 56 là sáu hạng cận sự. Trước chúng ta học rồi phải không? Sáu hạng cận sự tức là sáu cái hạng người Phật tử mà trong luận này gọi là ô ba sắc ca, người nam, còn người nữ là ô ba gì? Ô ba tư ca. Người nam gọi là ô ba sắc ca, người nữ gọi là ô ba tư ca, hay là cận sự nam, cận sự nữ. Sao gọi là cận sự? À, là cái người giúp việc gần, người gần. Nên là cận sự nam, cận sự nữ. Có sáu hạng. Bây giờ mình thấy trong luận ngày phân tích này, thì mình nhìn cho Phật tử thì mình thấy có sáu loại Phật tử chứ không phải là nhiều là ít đâu. Có sáu loại. Bây giờ mình học luận mình mới thấy là không phải Phật tử giống nhau. Đi chùa thì đi chùa như vậy, nhưng mà có sáu loại Phật tử. Thứ nhất là gì? Tức là người Phật tử thành tựu năm pháp. Người Phật tử thành tựu năm pháp. Người này chỉ tự lợi nhưng chưa thể lợi tha. Tức là đứng ở trước Tam Bảo và tuyên thệ rằng: hãy làm chứng cho con trở thành ô ba sắc ca, ô ba tư ca. Tức là con làm chứng cho con phát tâm trở thành một Phật tử tại gia, quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới cấm. Và khi nào mà giới này nó mất đi? Khi nào? Hả? Phạm giới là giới nó bị tổn thương cho chưa? Chết tự động mất hả? Thì dĩ nhiên là tự động mất, mà còn sống nó có mất không? Mất là khi nào? Nói giảm là hiếu rồi. Nên là người ta bổ sung thêm nghe, cho nên là lấy ra là hành tựa phải nói rõ đó. Thì quy tâm báo là thọ và phạm và mất giới. Mất là gì? Tức là mình nói cho một người nào đó, người đó không hiểu gì, nhưng mà người đó có thể nghe được tiếng nói của mình. Không còn biết là Phật tử hay ông thầy, người đó có thể hiểu được câu nói của mình. Và họ có thể, không, tức là họ nhớ được câu nói của mình. Và họ nói lại cho người khác nghe được. Tức là bất cứ người nào mà tuổi thành niên ha, mà làm chứng rằng á, là anh chỉ làm chứng cho tôi không cần Phật, không cần Pháp, không cần tên. Chỉ cần nói đủ ba lần như vậy thì tất cả sự tuyên thệ quy tâm báo của mình mất hết. Hiểu chưa? Mà chúng ta biết rằng trên đời này mà không cần Phật, không cần Pháp, không cần tên thì cái tâm mình đi đâu? Đó, người gốc như vậy đó. Nhưng mà khi mà tại sao, bởi vì mình đứng trước một người nào đó, đặc biệt là một vị thầy, mà nói rằng á, là con nguyện suốt đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thọ trì năm giới, mình nói ba lần thì có người làm chứng. Thì cũng vậy, tương tự có người làm chứng và mình nói tôi không cần Phật, không cần Pháp, không cần Tăng, tôi không muốn thọ trì năm giới cấm nữa, thì tự nhiên những cái giới mình thọ nó tàn hết. Và chúng ta biết rằng cũng giống như chúng ta đã nhảy xuống khổ chức thiền rồi, thì tất nhiên chúng ta phải chịu bao nhiêu thứ, dòng nước nó trôi đi, đấy mình đi trong sanh tử luân hồi, mà chết phần nào là chuyện của mình. À, ví dụ như giờ mình muốn nói dối, thì mình kiếm một người đó, anh chỉ làm chứng cho là tôi không cần Phật, không cần Pháp, không cần tên, là mình nói dối, mình sẽ phạm giới nữa. Tại sao? Vì có giới nào phạm? Tại vì mình sẽ có mà giới nào nữa phạm? Nhưng mà mất hết rồi. À, như vậy thì ở đây tất cả các loại giới đều vậy hết, từ năm giới, 10 giới, tất cả các loại giới. Và khi mình khởi tâm niệm mà mình nối như vậy thì tự nhiên nó mất hết. Người đó sau này không được gọi là Phật tử nữa, không được gọi là U Bồ Tát, không được gọi là gì nữa hết, mà muốn thì phải thọ lại. Hiểu không? À, như vậy thì chúng ta mới có đình chỉ năm việc ác thì chỉ là một Phật tử, nhưng chưa có khả năng lợi người khác. Đó là Phật tử thứ nhất. Rồi hàng Phật tử thứ hai là gì? Là thành tựu 10 pháp. Tức là gì? Tức là mình thành tựu, mình đình chỉ năm việc ác, mà mình thấy người khác thực hiện được cái việc đình chỉ năm điều ác này, mình hoan hỷ. À, thực sự hoan hỷ nha. Chưa thầy tu tập, mình nghĩ mình ráng mình giữ giới, vì nói chuyện mình đi đứng mà dung dây hức nhất là buồn phiền, thấy nó khó coi. Mình ráng mình giữ tâm nghiêm túc. Anh em quân đệ nó nói mình là giả trang thiền tướng. Giả trang thiền tướng cái tu hành gì? Ví dụ họ đẹp như vậy. Em thấy một người
đang thực hiện nghiêm túc những cái giới điều đã thọ mà họ không phá thí, như vậy thì không tốt. Nên cuộc sống này cũng vậy, mình như vậy là chưa phải là thọ đầy đủ giới. Cho nên trên cơ sở của năm giới mà chia làm hai tính chất, là một là định trí và hai là gì, hoan hỷ. Như vậy thì thấy mình không, mình định trí việc sát hại và thấy người không sát hại mình hoan hỷ, đó là hai cái khác nhau, phải không? Đó. Như vậy thì mình là cái người đó là cái người gì, là mới có tự lợi mình, lợi người, nhưng không thể nào gọi là lợi tha rộng rãi, chỉ có lợi người thôi, hiểu chưa hả? À, rồi hạng Phật tử thứ ba. Hạng Phật tử thứ ba là gì? Tức là họ thành tựu 15 pháp thì cũng vậy, dựa trên năm giới họ định trí, họ thấy người khác giữ được, họ hoan hỷ và họ tìm cách, họ khuyến khích cái người nào mà chưa định trí, họ dẫn tới chỗ định trí. Họ khuyến khích người nào chưa định trí, chưa tu được, họ đi lại để tu. Thì đó gọi là 15 pháp, đúng không? Như vậy thì mình mới có định trí là mình Phật tử 5 pháp, nhưng mà mình thấy người ta hoan hỷ được thì mình sao? Mình được 10 pháp. Nhưng mà mình có khả năng giúp cho mọi người rộng rãi, để cho mọi người khuyến khích họ định trí những điều xấu, thì đó là mình được Phật tử 15 pháp, hiểu không? Nó rất là dễ hiểu, phải không ạ? À, như vậy thì chúng ta xem thử mình là thuộc loại nào. Thuộc loại là đã định trí nên được sự giác chưa? Rồi vẫn lấy chưa, phải không? Đó. Có xâm trung đánh lên cao đánh mà chưa định trí là chết rồi, phải không? Rồi nhưng mà bây giờ mình thấy người ta thần tượng mình hoan hỷ chưa? Chùa chết rồi. Mình thấy người ta chơn thật người khác, mình thấy dở thương nhau, mình ghét. Ghét mình dìm tha, ghét. Mấy bà nó gọi là chùa châu với bà mà thì ho gì. Mình nói vậy đó, mình ghét. Cái tâm mình nó ghen tị đó. Tôi nói là mình có lợi cho bản thân mình, chưa có lợi cho người. Có những trường hợp như vậy. Còn có những trường hợp là họ vừa giữ bản thân họ, họ khuyến khích tán thán người khác giữ được, mà ngược lại á, là họ cũng tạo điều kiện cho người khác được thành tựu. Như vậy thì đó mới gọi là lợi tha rộng rãi. Thấy chữ lợi tha rộng rãi không? Năm giới nó hay lắm. Không phân tích đơn giản chỗ là gì? Là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không vừa hết. Hồi xưa có một cái ông hòa thượng, ông bất mãn trong cái cuộc sống chế độ chính trị, thành ra là ông tới chùa của thầy, là ông định mà ông hỏi thầy á, có biết ông mày bất mãn vô hỏi ông thầy, thầy á chào nó dạo thầy còn bị dán rồi, ông ngồi ông cho trà uống, ông nói tu hành uống trà mày có biết không? Thầy cũng ngạc nhiên, mà chú diễu ngạc nhiên với ông thầy lạ quá, rất là nhìn ấy mi nhất là mày phải tu thiền không, nó lạ hả? Cái nó dạ nói chùa cũng không có biết rồi. Cái nó nói, mà thôi tao có rồi. Nên là ông thọ ông túi ông nói là chạy bìa. Ông kêu đây là cái đường túi sách đấy, nói là cái ông bật ra, thì anh kêu ông lấy cái ống này, cái ống hút nhiều đấy, mọi người hút. Ông thầy nói dạ thưa ngài, ngài tu xong ngài cũng bia. Nếu mày nói thật bại mà tao hút cái uống mò nào. Cái ống mà tao hút cái uống nào. Mình nói mất trúng, mình nói mình ngọng miệng, không nói gì nữa. Tại sao mình nghĩ là cấm uống bia? Ông nói Phật cấm uống bia đâu, cấm hút đâu. Mà ông hút. Cho nên nhiều ông mà thường là ông ngang tàng, ông làm những chuyện mình không hiểu không được. Mình nói trước là không được. Nên cái đó là cũng không nên đâu. Họ có cái tự tại gì không biết, chứ mà mang cái hình tướng của sa môn thì dĩ nhiên phải giữ cái phép tắc. Còn thà rằng là mang thân tu sĩ Bồ Tát thì mình tự tại, còn mình mang thân sa môn mà mình làm hỗn hạng ngủ dậy á thì chúng sanh không biết cách y cứ là phải có cái hình tướng rõ ràng. Thành ra Phật nói rằng đại Bồ Tát tu hành giáo pháp thượng thừa, nhưng Phật phó tác cái việc mà giữ gìn giáo pháp là cho sinh viên tăng, chứ không phó thác cho Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát anh ý trình độ anh thiên biến vạn hóa trong cuộc đời, rốt cuộc là người ta không biết cách nào mà theo. Còn thinh văn là cái tướng đầu tròn áo vuông, nó rất là rõ ràng, quy định rõ ràng. Có như vậy nhưng đi đứng nằm ngồi rõ ràng như vậy đó, để giữ gìn giáo pháp và lâu dài thôi nha. Và bắt đầu giờ chúng ta thấy rằng là có ba hạng rồi, phải không? Ba hạng rồi đó.
giờ mình quán chiếu coi thử mình thuộc hạng nào, trong chùa thuộc hạng nào, ai thuộc hạng nào, phải không? Chẳng hạn như là cái người chưa định chỉ dịch ác thì nó là người này chưa phải là Phật tử. Còn định chỉ dịch ác rồi, nếu mà Phật tử này mất có tự lợi, báo họ hoan hỷ mà họ cứ nhìn cái mặt hắn là chưa, mất có tự lợi, chưa lợi tha. À, rồi họ mất cười cười ở nữa thì tự lợi lợi tha chưa rộng rãi, phải không? Rõ ràng vậy, nó cho mình nhìn mình thấy là thuộc lỗi nào. Thấy không? Cho nên năm giới bây giờ chúng ta ở trình độ của cao điểm khác, phải không? Cao điểm này sâu hơn, nhận thức chính xác hơn. Và sau này đi giải thích cho bất cứ ai là bởi vì ý thức được là cái việc tự hại người hại mình, bởi vì mình gây ra sự chết chóc, sợ hãi, tổn thương. Điều đó đều không nên làm. Do ý thức như vậy mà tôi phát nguyện là không làm. Và tôi hoan hỷ khi người khác làm được. Và đặc biệt là tôi có điều kiện, tôi sẽ khuyến khích người khác làm được điều này. Nhận thức được giá trị đó là trí tuệ, không phải là giữ giới một cách máy móc. Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta có mừng khi chúng ta thọ giới không? Mừng quá, chúng ta học được, chúng ta nhận thức được rõ ràng như vậy. Còn người không hiểu thì nó ồ, tôi đâu có làm thì tội lỗi đâu mà tôi phải quy y tâm bảo, tôi phải giữ năm giới, hay là tôi giữ rồi tôi phạm rồi tôi tôn phước làm sao? Đó là lý luận điên đảo khi họ không biết được những giáo nghĩa này. À, rồi tới trường hợp thứ tư là gì? Ô bà sắc ca thành tựu tám pháp. Tám pháp này chỉ có mang tính tự lợi chưa lợi tha. Tám pháp đó là gì? Một là đầy đủ tịnh tín. Đừng ghi nhiều nghe. Yeah. Sách đã có hết rồi, mình lấy cái bút mình highlight là xong. Nghe, làm ơn nghe nhớ dẫn chút cho ghi thầy biết cũng mới đặt đầu. À, ghi dối lắm nhưng mà cái ghi sơ sơ cũng được, tại quen tay cứ ghi rồi ghi nó cũng nhớ được thì hiện tại chút mà thôi. À. Tịnh tín là gì? Đặc biệt học tịnh tín là gì? Là niềm tin thanh tịnh. Tịnh tín tức là niềm tin thanh tịnh. Niềm tin thanh tịnh này là niềm tin nhận thức đúng về ý nghĩa của giới, chứ không phải là chúng ta tin một cách mù quáng. Ví dụ như người ta nói rằng là bây giờ tôi không có tâm giác hại nhưng mà tôi giết hại chúng sanh để tôi cúng thần linh. Mình có niềm tin như vậy không có thanh tịnh. Tại vì sao? Vì đã sát hại tức là có gây nhân sợ hãi, khiến cho loài vật đau khổ và sợ hãi. Nhưng mà thì cái niềm tin đó không có thanh tịnh. Niềm tin bằng trí tuệ mới có cái sự thanh tịnh. Rồi, nhưng mà là cái niềm tin thanh tịnh này chỉ có lợi cho bản thân mình thôi, đâu có lợi cho người khác đâu. Rồi, thứ hai là gì? Là đầy đủ tịnh giới. Mình, hôm trước chúng ta biết rồi là tịnh giới là năm giới. Năm giới của mình là giới một phần, hai phần. À, cái gì? Là bán phần toàn phần phải không? À, nhưng mà bây giờ đây nói tới gì đầy đủ tịnh giới là phải chỉ rằng là nó là toàn phần chứ không có khiếm khuyết nghe. À, rồi cái điều thứ ba là gì? Là huệ xả. Cái chữ huệ xả này hay lắm rồi. Chữ huệ xả này rất là hay. Nhưng là sao? Nghĩa là chữ huệ xả này á, chữ hồi xá này nghĩa là do người này có nhận thức về cuộc đời vô thường, có khả năng nhận thức về vạn vật vô thường, nhanh chóng vô thường. Do đó cho nên người đó họ biết dùng tất cả cái đời sống của này để họ tạo ra phước báo. Và nói ví dụ như giờ trường hợp của Hòa Thượng Quang Thanh, cuộc đời cả một đời khó nhọc rồi nằm im xuống thôi. À, giữ được cái chùa đâu rồi sao chết bữa trước, bởi chết bữa một bữa trước là bữa sau là có người trụ trì mới rồi nếu như không khéo á thì nó sẽ đổ ở trong đó nữa thì không đơn giản. Nói chung cái gì xứ cái gì, cho nên chúng ta nhìn thấy không, cách đây á là cũng là cái ngày khai giảng mà Hòa Thượng Quang Thanh thật rất tri ân. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài là cái người đầu tiên mà ủng hộ chúng ta và ngồi từ đầu cho đến cuối. Ngài dù cho giá lạnh nhưng Ngài vẫn ngồi từ đầu đến cuối. Và cuối cùng Ngài lên nói những cái lời tán thán rất là giống dạng. À, trợ duyên chúng ta rất là nhiều.
việc gì cũng vậy, hay cũng được khánh hàng tán tháng của ủng hộ chúng ta. Rồi cái nhân viên sao cũng đúng cái ngày khai giảng sau là ngày ra đi. Ba năm. Thì đúng đó, đúng cái ngày khai giảng là trước, đúng ngày khai giảng đằng sau, nó kỳ lạ không trùng không? Trùng lạ kỳ, cái duyên lạ kỳ đó. Thành ra thứ sáu này lúc 5 giờ rưỡi chiều ban giám viện sẽ tổ chức đi phung viếng ngài. Cho nên quý Phật tử nếu như các vị muốn đi thì các vị tập trung ở chỗ này 5 giờ rưỡi chiều, và chúng ta cùng nhau đi. Vì có tổ chức đi một tập thể đàng hoàng, chúng ta có nên tụng một bài kinh ngắn để cầu nguyện ngài, và chúng ta chuẩn bị những cái phẩm vật để chúng ta dâng cúng. Thầy có nhờ thầy quan tâm viết cho thầy mấy cái chữ thật hay, chúng ta tự làm bằng cái sản phẩm của mình để mình đi lên cúng dường đàng hoàng. Thì thầy nói là để thay lời thông báo luôn nha, là thứ sáu 5 giờ rưỡi ai muốn đi thì tập trung vào đây đi, nên đi 3-4 người xe, đừng nên đi nhiều quá nên nó chen chỗ của ta. Rồi mình đi chút xíu rồi mình vừa liền để mình học buổi chiều đó, hiểu chưa này? Như vậy thì thầy hỏi chúng ta nói rằng là gì, là tịnh tín đầy đủ, tịnh giới đầy đủ phải không? Và thứ ba là hợi xá, tức là mình biết rõ là gì, là cái lợi ích của sự cúng dường, lợi ích của gì, của cái tâm buông xả đó, buông bỏ đấy, cái hội xả nó làm cho mình an lạc như thế nào, thì mình có được cái điều này. Nhưng mà điều này chỉ mang tính tự lợi mình thôi, chưa đến lợi tha. Rồi trường hợp cái điều kiện thứ tư là gì, tức là tự mình siêng năng thường xuyên đến chùa kính lễ hầu cận các chúng quý sô và đức, nhưng không thể khuyến khích người khác cùng siêng năng đến chùa kính lễ hầu cận các bí sô có đức. Bí sô là bí một sô luôn á, là bí một sô đó, là gì, là những vị tỳ kheo, trong đó dĩ nhiên là có tỳ kheo ni, là những người có đức, dĩ nhiên có đức đó là cái đức nó từ đâu mà có, là từ cái hạnh. Hạnh là gì, tức là hạnh là lối sống, cuộc sống. Và cuộc sống thì nó biểu hiện bằng gì? Bằng đi, đứng, nằm, ngồi, nối, nên, co, duỗi, phải không? Cái này á, là những cái cử chỉ hành động, tư duy, suy nghĩ, nó tạo ra gì? Nó tạo ra tình thương, tạo ra an lạc. Và đời sống như vậy gọi là đời sống có đức. Và những cái vị tỳ kheo có đức, mình ở gần mà sẽ học hỏi được nhiều đức hạnh của họ. Mình thân cận gần gũi, còn tỳ kheo nào nắm như lửa thôi mình tránh bớt. Tại nhiều khi không nắm quá mình cũng mệt ha. Hay là có những vị không biết, cũng có chứ không hẳn có, chỉ là bình thường. Cho nên ở trong này gọi là tỳ kheo có đức, chúng bí sô có đức ha, chứ không ghi rất rõ ràng như vậy đó nghe. Và mình thường xuyên thân cận để mình được trao đổi, để được học hỏi, để được biết thêm. Bởi vì cuộc sống chúng ta nó bận rộn quá nhiều, từ sáng tới tối các vị rời khỏi trường học, rời khỏi chùa là các vị trôi trong công việc. Phải nhìn thấy rất rõ ràng, từ sáng tới tối trôi trong công an việc làm, nhà cửa quét dọn, nấu nướng, ơn nghĩa họ hàng, đủ điều hết, tiền bạc đủ thiếu là tính toán từng đồng từng cách, không có dễ dàng gì mà bảo tồn cuộc sống ăn uống. Rồi nó không biết bao nhiêu chuyện mà nói. Và nếu như mà chúng ta không thân cận những cái vị có đức thì chắc chắn là không ổn rồi, và chúng ta rất là dễ trôi lên. Cho nên đừng có coi thường rằng là thôi ở nhà tôi tụng kinh cũng được, tôi đi chùa phiền não quá, đừng nghĩ như vậy. Ai bảo mình tới chùa phiền não? Mình lấy cái thanh tịnh để lấy phiền não làm chi? Còn nếu như cái chùa phiền não nhiều quá thì mình tránh bớt ra. Mình tinh tấn, mình khéo léo, mình giữ tâm mình, tập thở nào cũng sinh phiền não thôi. Nhưng mà mình nếu như mà Phật tử tập thở có tu học á là điều quan trọng nhất. Bởi vì tu học á mình tiếp xúc được giáo pháp á, nhờ giáo pháp nó chỉ dẫn cho mình, thế mình tìm cách mình thoát ra. Còn mình ngồi im ở nhà là sao? Có một số người đi chùa thấy mệt quá, để ở nhà nó thôi, ở nhà lại Phật còn hơn, đi chùa sao phiền não quá. Họ nghĩ như vậy là hay. Ví dụ như hồi xưa mà các người thấy không? 100+ người tham dự chương trình sơ trung đỉnh. Rồi nó mới quá.
chùa mới, người mới, thầy cũng mới, bao nhiêu việc chưa kinh nghiệm, rồi chưa hiểu nhau, chưa thông suốt, thế là có nhiều chuyện không vừa lòng vừa hy sinh ra. Một câu nói mình cũng bực bội, đi ra đi vô cũng phiền não, có đâu thôi nhiều chùa phiền não, ở nhà sướng hơn. Rồi rốt cuộc là sao, có sướng không? Hay là rốt cuộc đó là cũng trầm luôn như thường. Còn những người họ cầm khổ, họ nhẫn chịu một chút, nhưng mà họ có cơ hội vượt lên. Thấy không? Cho nên những điều này mà chúng ta cẩn thận cái suy nghĩ của mình. Thành ra đây là gì? Là phần là ngày một cũng liên với điều là gì? Là tự mình siêng năng, thường xuyên đến chùa. À, nhưng mà bây giờ mình khuyên người khác cũng được. Mình không khuyên người khác được. Thì như vậy thì mình chỉ có lợi bản thân mình, nhưng chưa có thể đem lợi cho người khác. Rồi, mặc dù mình có thành tựu cái việc đó nữa, mình cũng chưa có đem lợi cho người khác được. Rồi, trường hợp thứ năm là gì? Hả? À, chí thành lắng nghe chánh pháp, nhưng không thể khuyến khích người khác chí thành lắng nghe chánh pháp. Bản thân mình có thể chí thành lắng nghe chánh pháp, à, mà mình không có đủ sức để hướng dẫn, khuyến khích người khác lắng nghe chánh pháp. Mình thuyết phục họ không được. Như vậy thì chúng ta thấy mình thành tựu được này chưa? Chí thành lắng nghe chánh pháp chưa? Hay là mình thấy bực bội, mệt mỏi rồi mình khó chịu này kia? Có không? Chưa đúng không? Có nghe nhưng mà chưa đủ chí thành. Chưa đủ chí thành. Riêng cô là chí thành. Còn người khác thì sao? Không biết. Như là cô phải khuyên người khác chí thành nữa thì mới gọi là lợi mình và lợi tha. Còn mình chí thành không chưa đúng. Ví dụ như là tôi không sát hại giữa những người sát hại. Không dùng vậy thì mình lợi tha, mình tự lợi, nhưng mà chưa có lợi tha. Rồi, thành tựu của pháp thứ sáu là gì? Là mình nghe pháp rồi có thể ghi nhớ không quên. Thành tựu được không? Người nghe pháp là chí thành, là ghi nhớ không quên. Mà ghi nhớ không quên, nhưng mà mình không có thể khuyến khích và giúp cho người khác cũng ghi nhớ không quên như mình. Cho nên á, mình sao? Mình chỉ có tự lợi nhưng chưa có lợi tha. Giờ càm ra mà mình không nhớ cũng chi người ta. Người ta chỉ không mở càm ra. Nên cái chuyện này không được nói là không nhớ. Thực ra mà nói cái tâm mình chưa đủ cái mức chứ hẳn. Chứ nếu như đủ mức chứ thành nó sẽ nhớ. Sự thật là như vậy đó. Tại vì mình thấy nó dở dãi quá. Thôi để em học thì mai học. Mình có thầy rồi, mình gọi điều mình hỏi có gì đâu. Mình không chứ thành. Hoặc là bây giờ mình không nghe thì giờ lên mạng nghe lại. Hoặc là lập kiến thức mình đọc lại. Mình không đủ độ chứ thành. Cho nên mình cho nó trôi qua như vậy. Mình không nhớ mà mình có khuyến khích người khác nhớ, có được lợi lợi tha không? Có. Nói cho nên chưa này, thầy chưa nói. Thầy đang nói cái chuyện đây là đang nói là tám pháp trước cái đã. Tám pháp trước đã rồi chúng ta sẽ thấy là ngày mình liên phân tích như thế nào. Cho nên trong phần nam giới thôi á, là đinh chỉ việc khác là mới có một, là tự lợi. Thấy người ta đinh chỉ được mình hoan hỷ là mới có lợi tha chưa rộng rãi. Rồi á, đầu khuyến khích tạo điều kiện cho người ta giữ được. Thì đó là lợi tha rộng rãi. Như vậy thì chúng ta nhìn thử là mình thuộc loại Phật tử nào. Rồi, cái hạng cộng sự tiếp theo là hạng cộng sự gì? Hạng cộng sự có thành tựu được 8 pháp hay không? Đó là gì? Thứ nhất là tịnh, đầy đủ tịnh tiến. Thứ hai là đầy đủ tịnh giới. Thứ ba là hội xá, đầy đủ hội xá. Thứ tư là tự mình siêng năng đến chùa này. Rồi thứ năm là gì? Là chí thành lắng nghe chánh pháp. Thứ sáu là gì? Là nghe rồi ghi nhớ, có khả năng ghi nhớ. Thứ bảy là gì? Là tự mình thọ trì, ghi nhớ, nhưng mình không làm theo. Nhiều không? Trường hợp là nhiều không này? Nhiều lắm, nhớ rồi lắm. Chúng ta nói đụng chạm nha, tầng lớp tu sĩ á, là trường hợp là nhiều. Tức là do học nhiều, ghi nhớ nhiều, ghi nhớ nhiều. Nhưng mà sao? Nhưng mà mình chưa có thọ trì. Thọ trì tức là sống theo những gì Phật dạy, sống theo lời của Phật dạy gọi là thọ trì. Thọ tức là giữ trong lòng, trì tức là làm theo. Nôm na căn bản là như vậy.
Bây giờ đây mình có thể thọ trì được. Mình nghe được câu nào mà thọ trì của đó. Thực hành. Thực hành đó. Nên rồi cái tiếng là một cái cấp cao hơn nữa. Cấp thứ 8 là gì? Là mình thực hành. Nhưng mà mình có thể tự mình phân tích. Mình phân tích. Mình phân tích giảng rộng ra được. Thế là cái thành tựu pháp thứ 8. À, bây giờ mình tin Phật là một chuyện, mình thọ trì năm giới là chuyện thứ hai. Bởi vì mình có trí tuệ xả bỏ những gì thành tựu và chấp trước, xả bỏ. Bởi vì thứ tư là mình siêng năng thâm cận những cái việc có, những việc tỳ kheo có đức. Những việc tỳ kheo có đức, tỳ kheo đó là chỉ cho tỳ kheo đi nữa nghe, những việc có đức. Rồi thứ năm là chí thành nghe pháp. Thứ sáu là gì? Là nghe ghi nhớ. Thứ bảy là thọ trì, tức là thực hành theo hiểu biết đó. Và thứ tám là gì? Là phân tích và giảng rộng ra được. À, mình thấy không? Đó là cái hạng Phật tử thứ mấy? À, Phật tử thứ tư, tức là hạng cộng sự thứ tư. Hạng cộng sự thứ tư là thành tựu tám pháp. Tám pháp mà nó cao hơn là năm giới đó nha. Cao hơn là năm giới mà giảng rộng mà khuyến khích mới chữa bệnh là này cao hơn đó nha. Được chưa hả? Tại sao vì năm giới trước là chỉ có dùng là năm giới chứ chưa đủ sức nghe và ghi nhớ và thọ trì chánh pháp và giảng rộng chánh pháp. Cho nên cái hạng cộng sự này có, ví dụ như ai hả, hồi xưa ở Việt Nam có ngài gì hả, thì các cái vị cư sĩ á, có một số vị rất giỏi như là ngài Thiệu Chiếu đó. Rồi có một vị nữa thầy quên tên này. Mà ngài khi ngài dạy cho tăng á, là ngài mặc áo tràng, chư tăng đứng lên, rồi bắt đầu á là ngài mới lễ chư tăng ba lạy, xong rồi ngài mời chư tăng niệm Phật, bắt đầu ngài dạy. Tại vì ngài dạy là ngài truyền trao kiến thức cho chư tăng, nhưng mà những vị đó là những vị tăng, cho nên ngài kính cái vị tăng hay đó, cư sĩ đó. Trước khi lễ chư tăng, trước khi dạy chư tăng mà họ lạy ba lạy rồi lạy rồi dạy, cho nên chư tăng kính phục, không có ai dám mà hó hé, không ai dám mà coi thường cho ông này hết. Nhưng vị cư sĩ đó là những vị có khả năng lãnh hội chánh pháp, có tịnh tín đầy đủ, tịnh giới đầy đủ và nghi pháp của ghi nhớ thọ trì và giảng nói cho người khác. Cho nên thầy hy vọng á là chương trình này các vị học xong trong cái bản này, các vị sẽ đến những vị Phật tử thành tựu tám pháp. Đó là điều quan trọng lắm. Sau này các vị có trở thành những người Phật tử sống ở khắp mọi nơi, và nghĩ đời sống của các vị có thể làm lợi ích điều này, có thể thay Phật, thay Pháp, tên á, thì chúng ta thắp lên ánh sáng trên Pháp. Phải làm được điều này mới thành tựu. Rồi, bây giờ hạng Upasika tiếp theo là gì hả? Thứ năm, đó là thành tựu 16 Pháp. 16 Pháp thì nó cũng tương tự như vậy, tức là tự mình thọ trì đầy đủ tịnh giới và mình có khả năng khuyến khích người khác thọ trì. Không, mình hoan hỷ khi thấy người khác thọ trì. Rồi trường hợp thứ hai là gì? Là mình thành tựu đầy đủ năm giới, mình thấy người khác thành tựu mình hoan hỷ. Rồi thứ ba là mình thành tựu huệ thế hội xá, nhưng mà mình thấy người khác thành tựu mình hoan hỷ. Rồi thứ tư là gì? Là mình siêng năng đến chùa, nhưng mà thấy ai đến chùa thân cận có thầy mình ghét. Đó là không phải, không có thành tựu, nhưng mình thấy người ta thân cận các bậc cao đức thì mình hoan hỷ. Rồi thứ năm là gì? Tức là mình chí thành nghe pháp. Rồi thứ sáu là, nhưng mà mình thấy ai chí thành nữa là mình mừng lắm, mình hoan hỷ. Rồi thứ sáu là gì? Tức là mình ghi nhớ pháp. Nhưng mà mình ghi nhớ pháp mà mình thấy ai mà ghi nhớ là bài điểm cao của mình là mình biết. Có hay không hả? Có chứ đồng hiệu không có. Hay là mình nghi cho nó, mấy người đó chắc cái copy hay cô tài liệu hay là hơn thôi, hay là trúng tủ thôi. Mình nghĩ như vậy thôi. Cho nên mình không hoan nghĩ khi người ta nhớ. Rõ ràng là người ta đang nhớ, người ta làm được, mình không hoan nghĩ. Rồi thứ bảy là gì? Tức là người ta phải làm theo pháp được, mình làm được nhưng mà mình thấy người ta làm được mình phá, mình làm cho người ta không làm được, không thọ trì được. Lỗi này là hồi xưa thầy còn cho bụi nhiều này. Hồi xưa có mấy ông sư dẫn ở Nha Trang ấy, ông
ông tu mà ông tối là ông ngồi thiền ông khiêng lắm. Đó là ngồi thiền là ông chui vô trong giường, ông cột bụng ngồi chiếc bệnh. Thầy chui vô giường, chui trong bụng nó, thầy ngồi á. Thầy nói sư đẹp trai, sư uống này sư. Không, ông ngồi, vô Phật sư thầy, thầy cho ông tu một chút thầy. Thầy nói, ông cứ tu đi, tôi làm gì đâu. Cứ ngồi quay ông nói vậy, rung đi nói vậy đó. Thì sao ông lên mép thầy quan chúc. Thầy quan chúc gọi thầy lên, thầy cố trách. Nói tại sao người ta tu ông Pháp. Nó không đâu có, ông đẹp trai mới được tại cho Pháp nào đâu. Rõ ràng là mình dụng tâm phá rõ ràng phải không? Nó đang ngồi thiền mình phá. Cho nên là tự mình thọ trì mà nó chưa thọ trì, người ta thọ trì ấy, mình thấy mình phá. Đó. Thưa vị này nói cho vui, phá cho vui cho chưa, tại vì tu viện nó buồn quá. Bị nhốt trong chùa hoài buồn quá cho nên kiếm chuyện là vui. Chứ thật ra là không có cái tâm ý gì, thật ra thấy người ta tu được mình cũng kính, cũng mừng, cũng tán thán. Rồi, thứ tám là gì? Tức là tự mình tư duy phân tích. Mình thấy ai mà có khả năng tư duy phân tích Phật Pháp dối, mình hoan hỷ. Ở trong Phật Pháp được nhiều người phân tích tư duy. Cho nên thưa quý vị, ở đây cái điều mà cái khó học vừa rồi á, ở trong cái tâm thầy mà thành cái sự điều hoan hỷ nhất là cái gì? Thưa quý vị, một điều thôi, đó là các vị phát tâm thành tựu giới thể. Cho nên cái ngày khai giảng lần trước là nó 3 năm sau sẽ tổ chức lại giới đàn truyền du dàn để tâm giới. Và tới vừa rồi là các quý vị đã thực hiện được. Cái sao cái cùng cái ghế kia, cái sao cái cùng cái. Cái sao cái cùng cái ghế kia. Cảm ơn. Con xin lỗi đây, con đi dự lễ ra trường của cháu. Vâng, đi sang xem chưa? Đi sang cùng cái ghế trống này nè. Dạ. Mình cứ lạnh mình chua vô không sao. Nhiều chua vô không có vấn đề gì. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy không? Tức là tự mình thọ trì. À, rồi mình phân tích, mình thấy người ta phân tích được cái niềm vui thứ hai trong cái chương trình vừa rồi đó là các vị thấy các vị thầy giáo thọ giảng hay không? Hay. Các vị thấy so với cái ngày mà mới vô trường thì sao? Thầy hơn quá nhiều phải không? Đó, các vị thấy người ta tâm nói ngon không? Cầu cứu nhân dẫn đâu đó mạch lạc rõ ràng. À, thầy nào thầy nói cũng ngon là hết phải không? Đó, như nói là mình thấy hoan hỷ không? Hoan hỷ. Tại vì người ta phân tích được, người ta làm tốt. Mà cái điều kiện mình đã tạo điều kiện, mình tạo điều kiện đó trước, để cống hiến cho Phật Pháp những cái vị thầy thông hiểu. Và nếu như quá chương trình mà 3 năm nay nữa thì nó khác nữa, các thầy thông hiểu nhiều hơn nữa. Cho nên tội tâm nó nói đó, nó cảm ơn thầy Nguyễn Châu đã tạo điều kiện cho tôi học được rất nhiều khi tôi soạn bài. Thì không soạn nó làm sao mà giảng. Nó hay như vậy đó. Thành ra chúng ta khuyến khích tạo điều kiện và họ thành tựu được. Và họ thành tựu được. Con thấy đề tài nào mà mấy thầy cũng là nghiệp với giới nghiệp. Thì đúng rồi, trên căn bản là vậy. Là nghiệp là chính. Nghiệp là gì? Mình tu hành để mình đối phó với nghiệp. Nó dẫn dắt mình. Và giới là những cái gì? Là cái nền tảng cho nó chỉ đường chỉ lối cho chúng ta. Đó. Do đó cho nên ở đây chúng ta thành tựu được là tám pháp. Bây giờ chúng ta thấy người ta thành tựu được tám pháp, mình hoan hỷ. Hoan hỷ là chưa, tức là trong lòng mình mới có hoan hỷ thôi chứ thân mình chưa có hành động gì hết á. Và giờ là mình là Phật tử hạng cộng sự thứ năm, là hạng cộng sự thành tựu 16 pháp. Bây giờ hiểu không? Mình nhân lên một cấp nữa là gì? Tức là mình làm được, mình hoan hỷ khi người ta làm. Và sao? Mình khuyến khích và tạo điều kiện cho người ta làm, người ta thành tựu được. Như vậy là Phật tử thành tựu bao nhiêu? Thành 4 nhân lên 4 chứ sao lại nhân lạ vậy? À. Như vậy thì bây giờ đây chúng ta muốn là mình thuộc hạng Phật tử nào? Cho nên Phật tử không có giống nhau. Phật tử không giống nhau. Phật tử đi chùa không giống nhau. Phật tử giữ năm giới. Mà nam giới là Phật tử thấp nhất mà giữ có một phần thôi, tức là không sát hại nhưng mà phạm 4 cái kia cũng là Phật tử vậy thôi. Phật tử từng phần thứ hai là gì? Là không sát hại, không trộm cướp, nhưng mà tà dâm nói dối và rượu chè chưa bỏ được. À, cũng như là Phật tử thân chúng ta chia nhiều cấp theo. Rồi có khi Phật tử hoàn thành được 5 điều rồi nhưng mà tự thân hoàn thành, nhưng thấy người ta hoàn thành ấy, lòng mình chưa có vui.
mình kính tỷ, mình kính tỷ á, rồi bây giờ mình bỏ được làm kính tỷ rồi, mình kính trọng người ta được rồi, mình kính tâm mừng vui trong Phật pháp vì có nhiều người như vậy thì mới có gì, mới có lợi tha chứ mà mới có chặt thôi, phạm vi nhỏ bé thôi. Như là người ta thấy mình mừng vui thì người ta cũng mừng theo, thì mất lợi chút chứ thôi. Nhưng mà bằng những hành động thiết thực làm gì đó đưa cho mọi, giúp cho mọi người giữ được, thì đó gọi là khiêm khích rộng rãi. Như vậy thì Phật tử hạng thứ mấy? Căn bản là hạng thứ ba, chứ trước đó là chia nhỏ là phải không? Một giới, hai giới, ba giới phải không? Rồi tiếp theo là hạng thứ mấy? Hạng thứ tư là thành tựu tám pháp. Đúng rồi, chúng ta nhớ, chúng ta gặp tài liệu tám pháp là tám pháp gì, thầy hiểu cho rõ tám pháp đó. Xong rồi cuối cùng là thứ năm là gì? Thứ năm là thành tựu 16 pháp. 16 pháp thì tức là 8 pháp, và ở trong đó có sự hoan hỷ nữa, thì 8 nhân 8 cái hoan hỷ đó thì đã 16. Và cuối cùng là khuyến khích cho người khác làm theo, thành tựu được. Như vậy là 24. Như vậy quý vị nghĩ xem, mình là một Phật tử giữ trọn năm giới, thành tựu 8 pháp, khuyến khích phân tích giải rộng cho người khác, có thể đứng ra dạy dỗ Phật pháp được. Chúng ta sẽ cấp độ Phật tử vừa gớm chưa? Như vậy thì chúng ta đã thành tựu được bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu tầm bậc? Và từ cái việc là tầm thường nhất là xấu xa nhất là phạm, là sát hại, trộm cắp, bây giờ tiến lên là đình chỉ, đình chỉ là phát nguyện mới đình chỉ được. Rồi bắt đầu là thành tựu tương phân, thành tựu toàn phân, rồi hoan hỷ khi người ta làm được không an tị, rồi tạo điều kiện cho người ta, và thành tựu cao hơn là 8 pháp. Từ 8 pháp đó là hoan hỷ khi người khác thành tựu, và cuối cùng là gì, là mình có khả năng khuyến khích và tạo điều kiện cho người khác thành tựu 8 pháp như mình nữa. Tôi thấy Phật tử chia làm quá đa dạng phải không? 18 mà giờ mình xét thấy là 18 mà 18 là thuộc về cái hàng Phật tử nào? Nhưng mà bây giờ là cái gì mà coi như con tiếp xúc được với người đó thì là con quên luôn. Con theo. Yeah. Bỏ liền. Là thành tựu là hồi sáng. Con ví dụ như con thấy người đó mà nói hay là được thì con cũng quên luôn. Tức là hồi sáng đó. Tức là mình thấy mình có thể mình bỏ qua một cách nhẹ nhàng một sáng. Nhưng mà nó tự nhiên nó như vậy. Thì đúng rồi, nó là hơi xá tự nhiên đó. Còn mình cố quên chẳng qua là mình dùng trí để cưỡng chứ. Chứ chưa phải là giờ mấy cô xá. Cứ chào con không biết tên ai. Dạ. Yeah. Cái đó là cái đó là không phải hồi xá nghe, thì đó là nó quên đó. Là trí già nó quên đó. Tức là người mình đang nhớ đàng hoàng nhưng mà mình không đưa cho nó chi phối mình gọi là hồi xá. Bởi vì mình thấy nó hại cho mình gọi là hồi xá. À, cũng tốt, nhớ Phật được rồi. Thôi bây giờ thưa quý vị như thế này, là ở trong cái chương trình sách kinh sách á, thầy chuẩn bị không có kịp kinh sách, cho nên cái môn mà lược sử Phật giáo Ấn Độ các vị còn giữ sách không hả? Quý vị nào còn giữ các vị có thể cho lại khối sau được không? Tài liệu lược sử Phật giáo Ấn Độ đó, tài liệu có tiền hay không? Cũng in từng tờ thôi hả? Hả? Lược sử Phật giáo Độ thầy nhớ là của Ngài Thanh Kiếm mà. Của Hòa Thượng Thích Thanh Kiếm á. Đúng không? Đó. Thôi thì bây giờ các vị vào nhà coi lại giùm thầy. Tại vì mình không có dùng nữa. Và là kinh pháp cú là bây giờ mình không có. Thôi thì bây giờ kinh pháp cú khối đi. Cứu thì cần thiết cho thầy lấy trong thư viện ra. Mà thầy vừa rồi có yêu cầu thầy Minh Hạnh á, là không cần phải phát cái tài liệu kinh pháp cú, mà thầy Minh Hạnh sẽ dạy theo kiểu là mỗi bữa dạy 1-2 câu pháp cú, ghi trên bảng đọc cái tự nhớ 1-2 câu như vậy là được rồi. Cũng đưa chồng như giờ á, nhắc cái đó thôi chứ cũng mới đọc. Thì nói chung là thư viện là những cái kinh sách là các vị học rồi là cảm thấy mình không có xài nữa thì các vị có thể cho lại thầy nha. Tức là thầy đưa thầy phát hành lại cho khối sau, và đó cũng là một hình thức để mình gây quỹ đó, hình thức để mình gây quỹ để trợ duyên cho cái quỹ sinh hoạt và tài kinh sách phân tống đó, à, được chưa hả? Rồi như vậy thì pháp cũng túc lượng hôm nay chúng ta dừng lại ở đây, và thứ tư tuần sau
Nghe đây, thứ tự lẽ ra là tuần này là Ni Sư Tịnh Quang và thầy Minh Trọng là tuần thứ mấy? Tuần thứ hai và tuần thứ tư, đúng như vậy. Nhưng mà bây giờ thầy Minh Trọng là bận rộn bên kia nhiều quá, và thầy cũng muốn là thầy hiện diện ra cho thầy làm, thầy nói chuyện với các vị ổn định ở trong đạo tràng. Và bây giờ đây là thầy thấy thầy yên tâm rồi, tại vì các vị đã ngồi vô chỗ nào rõ ràng, và bữa nay thấy yên tâm rồi đó. Thì từ từ thầy sẽ lui dần dần để làm việc khác. Và tuần sau thì thầy cái giờ của thầy Minh Hạnh á, và thì sẽ Ni Sư Tịnh Quang và thầy Minh Trọng sẽ dạy. Tức là cái tháng này nó như vậy nghe, nhưng mà qua tháng sau là đúng lại thầy có biếu nghe, qua tháng sau là đúng lại thầy có biếu, không có khác gì cả. Còn thứ bảy á, thứ bảy tuần này á là thầy Viên Chánh là sẽ dạy câu sáu luận. Thầy mời thầy Viên Chánh dạy 3 tuần liên tục, thầy nhất không dám nào. Thế biết tôi thầy nào không? Câu sáu luận rất khó học, rất khó dạy, rất khó dạy. Mà thầy Viên Chánh thì thầy hay đi, cho nên thầy thỉnh cái bộ đó cho thầy bớt đi. Thầy ngồi im thôi. Vui. Thành ra là thực ra câu sáu luận là một bộ rất khó dạy, rất khó nghiên cứu. Hồi xưa thầy có dạy, có học ở đại học, nhưng mà sau này đi dạy nó khác. Tại vì khi mà học nó khác, mà khi ra dạy á, là phải có một thời gian tích lũy kiến thức nhiều lắm mới diễn đạt được. Mà câu sáu luận rất là quan trọng. Theo như lời của Hòa Thượng Tự Sĩ nói rằng, tất cả những Phật tử nào muốn thông hiểu Phật Pháp á, mà không có, hay là bỏ qua câu sáu luận á, thì không bao giờ thông hiểu. Lúc đó thầy cũng nói lạ, thầy nói giờ thì lúc mà chưa có câu sáu luận, không lý nào là không thông hiểu. Thầy biện bác trở lại, nhưng mà xem là thầy thấy rõ ràng là câu sáu luận là góp phần định hướng, phân tích và giải nghĩa một cách chuẩn xác. Bây giờ nhiều khi chúng ta đọc bài kinh đó, chúng ta dùng cái suy nghĩ của mình và mình nghĩ rằng mình hiểu rồi, nhưng mình sẽ hiểu theo cách hiểu phàm phu của mình, chứ không phải cách hiểu của những người giác ngộ. Cho nên á, câu sáu luận là phân tích, định nghĩa và giải rõ cho chúng ta hiểu được. Mà cái giải rõ đó của những người thánh, của thánh được Đức Phật đó. Thì đó cho nên chúng ta dựa vào đó để chúng ta tập cho mình hiểu đúng, chứ đừng có ý lại chủ quan nha. Thôi, chúng ta dừng lại ở đây, mời đại chúng hồi hướng. Hướng về Pháp Thật.